nặng viêm của niêm mạc phổi. Thì viêm mũi cấp là một bệnh thường hay gặp ở nước ta, và nó xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Thông thường chúng ta hay gặp nhất ở độ tuổi của trẻ em từ 6 tháng cho tới 8 tuổi. Và khi mà thời tiết thay đổi hay là những cái mùa lạnh đó, thường xuất hiện viêm mũi rất là nhiều. Và triệu chứng của và viêm mũi cấp tính này nó sẽ bao gồm các thể như là viêm mũi cấp tính thông thường, viêm mũi cấp tính trong bệnh nhiễm trùng lây và viêm mũi cấp tính ở hài nhi. Tức là ba cái thể viêm mũi cấp bao gồm là viêm mũi thông thường, viêm mũi cấp ở trong bệnh cảnh nhiễm trùng và viêm mũi cấp ở hài nhi. Viêm mũi cấp thông thường thì là nguyên nhân của bệnh này thường hay là do chủ yếu là do virus, và thường tiến triển nhanh trong vòng khoảng từ 5 tới 7 ngày và có thể tự khỏi. Nên và nó có thể tự khỏi nên gọi là viêm mũi cấp lành tính. Đó là đôi khi là bệnh nhân phát bệnh không phải nhờ thầy thuốc cho thuốc mà là do tự cho nó hết bệnh. Tức là dù có cho thuốc hay không cho thuốc thì sau 7 ngày bệnh nhân nhận tự hết. Còn thường bởi vì khi á tôi nghe nó gặp những tình huống như thế này, tức là bệnh đã là giới hạn trong 7 ngày. Đó là dù sau 7 ngày đi nữa thì dù có uống thuốc hay không uống thuốc gì đó thì bệnh nhân cũng tự khỏi. Và thường đó là bệnh nhân đi tới cơ sở y tế tuyến đầu hoặc là người ta tới nhà thuốc gì đó, trong 3 ngày đầu người ta uống thuốc xong người ta nói là uống thuốc 3 ngày rồi không có khỏi, cái người ta tới mình cái vô tình là nó rơi vào ngày thứ 5 tới ngày thứ 7 và bệnh nhân hết bệnh. Đó là mình được tiếng là bác sĩ hay quá, tôi đi nhiều nơi nhưng mà không nói tới bác sĩ gì đó. Nhưng mà bản chất của vấn đề là tới thời điểm này dù không có tôi đi nữa thì bệnh nhân cũng tự hết. Rồi thứ hai là viêm mũi cấp tính trong các bệnh nhiễm trùng lây hay nghe trực tiếp, bởi vì đây là một cái tình cảnh viêm mũi ở trong cái tình trạng nhiễm trùng nên chắc chắn cái này là phải có sự can thiệp của y khoa, tức là phải uống thuốc kháng sinh vân vân. Và cái thể thứ ba là viêm mũi cấp tính ở hài nhi hay là trẻ nhỏ. Thì cái bởi vì đây là bệnh ở trẻ nhỏ nên là cái tỷ lệ thường thường tử vong là do sặc hoặc là ngạt thở hoặc là viêm phổi thì thường có thể xảy ra, và đặc biệt là ở những cái bé hay bị suy dưỡng. Thường thường các bé mà bị suy dưỡng là rất là ngọt và cái bệnh viêm mũi của nó là thường xuyên. Và các cái viêm mũi cấp thì đó là thể viêm mũi mẹ. Và cái thể viêm mũi mẹ này thường nó có thể gặp ở cả người lớn và cả trẻ em luôn. Viêm mũi cấp thì thường là ở trẻ em, mà viêm mũi mẹ thì là cả người lớn và trẻ em. Và viêm mũi mạn tính thường là do viêm mũi cấp kéo dài và có thể bị tái đi tái lại nhiều lần. Đó là một cái hình ảnh mũi và son. Phía dưới đây là hình ảnh mũi và son. Chúng ta thấy có hình ảnh những cái nhóm son này. Đây là cái son màu xanh lá cây này là son trán. Thịt dương này là son sàn và màu tím này là son hàm. Đây là cái hình ảnh mình nhìn mặt trước thì thấy từ trên dưới, trên nhất là son cá, ở phía dưới này là son sàn và phía dưới này là son hàm. Còn là từ trước ra sau á, trước hết phía trước này là son cá và tiếp tục tới đây là cái son hàm, và hơi sang sau xíu là son sàn, hơi gần sàn trước sàn sau và cuối cùng hết là cái sông lốt, cái sông lốt. Đây là cái tư thế theo chiều như sau: mình có sông tráng, sông hàm, sông sàn và sông lốt. Và các bạn thường hay nghe là những đấu viêm son thì là nghe sau gì nhiều nhất? Sàn, sàn. Từ khi bệnh nhân nói bị viêm sông sàn là từ viêm sông sàn cái đầu cũng bị viêm sông sàn. Và viêm son đó là viêm mũi, tức là viêm cái niêm mạc trong mũi, trong hốc mũi. Tức là viêm mà trong hốc mũi. Còn đây là hình ảnh nghe, như đây là cái hình ảnh nếu mà chỉ có viêm ở cái khu vực chính giữa này thôi, tức là trong hốc mũi thôi thì gọi là viêm mũi. Còn bắt đầu là đây là nhóm son, tức khi mà viêm niêm mạc trong lòng son rồi thì mới gọi là viêm son. Và thường là viêm mũi
rồi chuyển đến thiên sơn là phân biệt hai cái khác nhau, thì đó là hai quan niệm cũ thôi. Còn quan niệm mới thì người ta gọi là viêm mũi son luôn, bởi vì cái niêm mạc của mũi và son nó liên tục với nhau, thì khi mà đã viêm mũi rồi thì chắc chắn son nó cũng viêm theo, nên hiện giờ người ta gọi là viêm mũi son chung, chứ ít khi nào người ta phân biệt một cái là có viêm mũi, một cái là chỉ có viêm son. Giống như hồi nãy đã nói chỉ rồi, son đó là những cái tóc xương rộng ở trong cỏ sa mạc, thì cái nhờ vào những cái son rộng này ấy, nó làm cho cái thể tích và cái khối lượng của cái hộp sọ của mình nó giảm đi, để thích nghi theo cái chuyện của sinh hoạt. Thì mình sẽ gần có năm đôi son, như là hai nhóm, nhóm son trước và nhóm son sau. Nhóm son trước bao gồm là son sàn trước, sàn son cá và son hàm. Các son này thì được chuẩn lưu qua khe hàm dừa. Và nhóm son sau thì bao gồm phần sau, son bóp và nhóm son này được chuẩn lưu qua khe trên của hốc mũi. Mình nhìn đây nhé, đây là son cá nè, son hàm và son sàn trước. Đây là, từ ở đây là sàn trước. Mình thấy là nó nằm ở phía nước nữa nè, thì nó gọi là nhóm son trước. Và son sàn sau, đây là sàn sau và đây là son bóp, thì nó nằm ở phía sau, nên gọi là nhóm son sau. Và trong cái trong tất cả các son đó thì cái son sàn là cái cấu trúc son mà nó phức tạp nhất, tức là nó nhỏ thứ nhất, cái thứ hai là nó có nhiều ngóc ngách, nên cái hiện tượng viêm của cái son này, cái nhóm son này thì là khó giải quyết hơn những nhóm son kia. Bạn thấy là son, giả sử như son tráng đi và son hàm hoặc là son bóp thì nhìn nó chỉ có một chỉ có hai cái cặp son thôi, nó rất là to, nó thành tích nó dễ giải quyết hơn. Còn son sàn thì nó rất là nhỏ nhỏ và nó có nhiều ngóc ngách, nên cái thành tích ở đây nó dễ khó hơn, có điều trị hơn. Đây là hình ảnh của khối son sàn. Son sàn hay còn gọi là mê đạo sàn, mê đạo tức là như mê cung, nó có nhiều cái nhóm son nhỏ. Cái gì lớn thì dễ, còn nhỏ nhỏ thì rất là khó. Và trong son này nó có sự dẫn lưu của dịch, đó là cái niêm mạc của son á, đó là những cái tế bào trụ có lông chuyển, thì cái niêm mạc son nó sẽ tiết ra cái dịch nhầy trong mũi của mình. Thì khi mà cái dịch nhầy này nó được tiết ra thì các tế bào mà trụ có lông chuyển này nó sẽ, cái lông chuyển sẽ quét theo một cái hướng để mà nó dẫn lưu cái dịch trong son đi ra khỏi son qua các lỗ không son. Đây là cái son hàm nè, ví dụ đây là son hàm và đây là cái lỗ không của son hàm, thì cái dịch sẽ đi theo một cái hướng nhất định để nó quét và nó đi ra đúng cái lỗ son, lỗ không son sẽ đi ra ngoài không mũi và nó đi xuống họng, dịch ở đây được quét đi ra cái lỗ không ở bên đây, nó đi ra ngoài xuống hốc mũi và đi xuống họng. Các bạn thấy đặc biệt, tức là nếu mà đang trọng lực á thì là dịch nó sẽ rớt xuống đúng không, nhưng mà dịch nhờ cái lồng chuyển nó sẽ đưa lên trên, tức là ống nằm phía trên và nó thì sẽ đi ra mũi đi xuống. Nếu mà có một cái hiện tượng viêm nhiễm, cái lỗ hổng son rất là nhỏ ở vị trí này, viêm nhiễm thì cái vị trí này cái niêm mạc có phù nề lên hoặc là có vô liếm gì đó, nó bị bít tắc cái chỗ lỗ son này đi, thì cái dịch nó không được thoát ra, tức là cái lỗ thông này nó bị tích tắc. Như vậy thì cái dịch nó không được ra ngoài thì nó sẽ bị ứ lại trong son, và lúc này để gây hiện tượng viêm son. Viêm son tức là tình trạng tích tắc của lỗ thông son, làm cho dẫn lưu khí và dẫn lưu dịch không được liên tục. Và khi mà mình điều trị, tức là mình điều trị thì mình sẽ là, nếu mà về nội khoa thì mình sẽ cho bệnh nhân uống thuốc, cho kháng viêm chống phù nề để cho cái niêm mạc này được phục hồi và nó không có che cái lỗ thông này nữa đó, và tái lập lại cái sự chỉnh lưu son. Hoặc là nếu mà điều trị nội khoa rồi mà uống thuốc rồi nhưng vẫn còn phù nề, vẫn còn bế tắc, cái lúc này mình phải phẫu thuật để làm rộng cái lỗ này ra thì cái dịch này nó mới thoát ra được.
và tỷ lệ dân số thì thường là khoảng 2-5% dân số và có xu hướng ngày một tăng lên theo cái hiện tượng mà ô nhiễm môi trường hiện giờ, và có thể gặp ở mọi lứa tuổi không phân biệt về giới. Và các con này thì con mà bị viêm sớm nhất là sau sàn và sau đó là tới sau hàm. Tại vì các bạn nhớ là cái sau này nó sẽ phát triển theo cái độ tuổi của em bé. Tại sử như là sau hàm thì phải 4-5 tuổi thì sau hàm nó mới hình thành lớn và phải có bị viêm, nên em bé mà 1-2 tuổi thì là sau hàm sẽ chưa có sau hàm để bị viêm. Và các yếu tố nguy cơ có thể gây sinh son như là môi trường ô nhiễm, thời tiết thay đổi, cái không khí hay làm việc, những cái môi trường phải chịu độc hại, khói bụi, vân vân, và thường phối hợp với viêm mũi, tức là viêm son và viêm mũi thường là phối hợp với nhau ít khi nào mà viêm son hoặc viêm mũi lên tập. Rồi nguyên nhân thì chính là sẽ có các nhóm nguyên nhân, đầu tiên hết là do nhiễm khuẩn. Thì nhiễm khuẩn này là có thể nhiễm khuẩn cùng mũi họng, bao gồm hay gặp nhất là như là viêm họng, viêm amida, viêm va ở trẻ em này, hoặc là có trường hợp là viêm son do răng đó. Khi mà các bạn biết rồi, ở đáy của son hàm là một cái chân răng của mình nó vô vào, thường là cái răng số 5, số 6. Thì cái khi mà những cái chân răng nó bị sâu, cái chân răng nó viêm và nó phá hủy cái thành xương. Đây các bạn thấy cái, đây là cái lợp son này, đây là cái răng này. Từ những cái răng ở cuối cùng á, cái chân răng đó có thể phát triển xuyên qua cả cái lợp son, và khi mà chân răng này nó bị viêm thì nó sẽ làm cho răng bị sâu răng và cái son này nó viêm phủ lên. Thì muốn giải quyết thì mình phải nhổ răng đó đi và phải phẫu thuật xong thì phải giải quyết triệt để. Và nhóm nguyên nhân thứ hai là do virus, thì virus sẽ rất là hay gặp trong bệnh viêm mũi xong. Và ngoài ra còn nhóm nguyên nhân là do dị ứng. Dị ứng thì nó sẽ thường hay là viêm phổi, và khi mà viêm phổi kéo dài thì sẽ dẫn tới viêm xong, hoặc là do nguyên nhân là chấn thương như là tai nạn xe, tức là chấn thương cơ học, hoặc chấn thương do hỏa khí, nó làm cho vỡ tụ máu trong son. Và cái tình trạng tụ máu tụ dịch trong son là điều kiện để vi khuẩn phát triển và gây viêm son. Các nguyên nhân cơ học, tức là nguyên nhân cơ học như là những khối u nè, u liếc vân vân. Thì những cái khối này các bạn thấy hồi nãy, cái hình hồi nãy đây, từ son này dịch nó được thoát ra ngoài qua cái lỗ hổng son ở khoảng này, bây giờ nó buông bên tay bên phải, tức là bên phải của bệnh nhân nè. Đây là một cái mô lít được bích tắc hết cái chỗ mà đường ra của cái lỗ hổng son này rồi, thì như vậy dịch sẽ bị hướng lại và nó gây ra viêm son. Hoặc là hội chứng tràn ngược dạ dày thực quản. Một số bệnh nhân mà viêm họng, viêm mũi kéo dài, họ có triệu chứng tràn ngược, tức là hỏi bệnh nhân có đau tử không, bệnh nhân không có đau từng vị, và triệu chứng của họ chủ yếu là họ nóng, họ chua và đôi khi nóng rát xương ức. Thì cái hiện tượng tràn ngược là do cái axit từ dạ dày đi qua, và khi họ nằm ngủ cái cơ thắt tâm bị nó sẽ ra và cái hơi nó sẽ đi ngược lên trên. Nếu mà trở bệnh thì nó sẽ gây viêm họng nhiều hơn nữa, thì nó lan lên tới phía trên, gây tới còn mũi và nó bắt đầu viêm mũi, và từ đó nó lan dần, nó gây viêm son. Hoặc là những người mà do cơ địa sẵn rồi, đặc biệt bình thường là bệnh nhân tiểu đường thì rất là dễ nhiễm trùng, là trong đó viêm son thì chỉ là một trong những cái triệu chứng dễ bị nhiễm trùng thôi. Thường thì tiểu đường này là thường hay viêm khuẩn toàn thân, thường hay bị áp xe. Về triệu chứng lâm sàng thì chúng ta sẽ phân thành viêm son cấp và viêm son mạn. Thì thường lúc nào cấp cái triệu chứng cũng rầm rộ khó chịu.
viêm xương cấp thì nghĩa là viêm niêm mạc son lần đầu mà trước đó son hoàn niêm mạc son hoàn toàn bình thường, tức là trước đó họ bình thường hết, trong 3 tháng trước đó, 6 tháng trước đó hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, và những này họ bị viêm. Và viêm son cấp thì chúng ta hay gặp là cái ở nhóm son trước, tức là nhóm son trước thì bao giờ hẳn như đó, đó là son trán nè, son hàm, son sàn trước. Ý nghĩa của phân biệt cái nhóm son là vậy. Và cái nhóm son trước này hay bị viêm trong tình trạng viêm son cấp. Và nếu mà trường hợp viêm son một bên giả sử như viêm son hàm một bên thì son hàm có hai bên, bên trái và bên phải, giả sử một cái bệnh nhân viêm son một bên thì chúng ta nghĩ có thể có những cái nguyên nhân có thể là viêm son do nấm nè, hoặc là viêm son do răng một bên. Về triệu chứng toàn thân, khi mà viêm son thì bệnh nhân sẽ có sốt nhẹ, mệt mỏi, kém ăn, mạch cầu trong máu có thể tăng. Ở cho em thường thì có biểu hiện về hội chứng nhiễm trùng nó rõ ràng hơn và người ta khi là sốt cao. Thì các bạn thấy là khi mà mình bị cảm nhiễm sốt cao nhiễm đầu thì lúc đó là thường là mệt mỏi nè, buồn ngủ, làm việc năng suất không hiệu quả. Và triệu chứng cơ năng thì thường là đau nhức vùng mặt. Đau nhức vùng mặt thì là triệu chứng chính, thường đau về sáng, cơn đau thì thành từng cơn, đau ở vùng má, trán, thái dương hai bên, lan xuống răng hay là lên nửa đầu. Ngoài cơn đau này thì chỉ thấy đau đầu thôi. Và ngoài đau đầu thì tiếp theo là nó chảy mũi, chảy mũi một hoặc hai bên. Và ban đầu thì nó sẽ lỏng và sau đó thì nó đặc dần và bắt đầu nhiễm màu thành xanh hoặc là vàng, mùi tanh nồng, thì lúc này là viêm son đã nặng lên rồi. Và có thể là kẹt mũi một bên còn hai bên. Và nếu mà tình trạng viêm nặng lên thì họ sẽ kẹt mũi nhiều và liên tục, có thể là ngủ kém, ngủ không được ngồi. Và khi mà khám thực thể thì nhìn ngoài nếu mà viêm nhiều quá đi thì sẽ thấy là sẽ viêm son hàm, viêm nhiều quá thì hai má sưng lên và ánh vùng son thì nó sẽ có cái phản ứng đau. Chúng ta sẽ có những cái điểm ánh đau son, giống như là viêm son hàm thì là cái điểm phát ánh là theo đây ánh vào đây, nếu mà đau thì là viêm son hàm, còn là nếu mà son sàn thì bờ trong trên đầu mắt và đó này ánh vào đây đau thì là son sàn, còn để có trên đây nhưng mà ánh vào đây đau thì là viêm son trán. Đó, khi mà bệnh nhân nói là viêm son thì bắt đầu chúng ta sẽ ánh thử à đây có đau không, cái đau thì là son hàm, nếu mà thắng đây đau thì là son sàn, và cái không thắng phía trên là vùng này này, vùng này này mà có đau thì là son trán. Còn nếu mà thấy không đau thì hết chụp kiểm tra lại và thật sự có viêm son hay không. Về triệu chứng thực thể thì mình chúng ta ra thực thể là soi mũi. Khi mà soi mũi thì chúng ta sẽ thấy là cái đầu tiên đó là gì, niêm mạc mũi nó sẽ phù nề và đỏ, viêm thì sẽ có sưng nề và đỏ. Các cuốn mũi, đây là cuốn mũi, đây là cuốn mũi giữa và đây là cái đường lỗ thông của cái son hàm. Đây là lỗ thông son hàm, cái dịch nó chảy ra từ cái son hàm chảy ra, dịch này nó có bắt đầu nó màu vàng và nó đặc thì bắt đầu là có bội nhiễm rồi. Và cái vị trí này được gọi là cái giữa nè các bạn, tức là giữa đây là cái mũi giữa, đây là vào mũi sau thì nó tạo thành một cái khe, các bạn giờ thấy đây gọi là cái giữa. Và khi mà chúng ta thấy có dịch mũ từ cái giữa đến là chúng ta biết được viêm son ở đây. Đây là cái mũi giữa, đây là mắt son và đây là cái mũi dưới. Thì đây cái mũi giữa và mắt son này thì thành thành một khe gọi là khe giữa, và chúng ta thấy có dịch mũ chảy từ khe giữa xuống ở đây. Các bạn có khi nào mà nhìn vào mũi mình thấy một có hai cục đỏ hai bên không, mỗi lần đi mũi á thấy có hai cục hai bên, thì cái cục đỏ mà các bạn nhìn thấy đó là cái mũi dưới, đây là cái mũi dưới, cái mũi dưới ở đây là đây là trung lưu của mũi dưới, tức là đã sâu vào trong rồi. À, còn dòng các bạn dòng sâu chút xíu nữa các bạn sẽ thấy cũng một cái khối dòng tròn nằm ở phía trên cục đó, thì đó gọi là cục mũi giữa. Và các bạn thấy ở gần đó là có cái mũ đục thì chứng tỏ đó ấy là có thể bị viêm son.
xoang mãn tính là một cái viêm xoang cấp mà nó tái đi tái lại nhiều lần, điều trị không có hiệu quả. Và viêm xoang mãn này thường gặp ở nhóm xoang sau. Thì nhóm xoang sau đã như đã nói bao gồm xoang thẳng sau và xoang bóp là cái nhóm xoang sau. Và cái nhóm này thì gặp viêm ở trong đường ống niêm mạc. Và gọi là viêm đa xoang khi có nhiều hơn hai nhóm xoang trở lên thì gọi là viêm đa xoang. Về những yếu tố thành của niêm mạc thì như đã nói là cắt thì rập rộ, và niêm mạc thì triệu chứng thường của nó là không rõ ràng. Thì bệnh nhân chỉ thường thấy hơi mệt mỏi nè, thấy cảm thấy cơ thể suy nhược quẻ quại, hoặc là họ nếu mà có son mà có mũ thì thông thường họ cảm giác như là dướng họng và lâu lâu khạc cả đàm, triệu chứng như vậy thôi chứ không có gì. Về cơ năng thì là chảy mũi là cái triệu chứng chính, hồi nãy viêm xoang cấp là nhức đầu là triệu chứng chính, còn viêm xoang mãn thì chảy mũi là triệu chứng chính thường xuyên, và nó có thể chảy mũi một bên hoặc là hai bên, nhưng mà thường là hai bên. Nói chung là hai bên là tốt hơn một bên, tại vì á hai bên tức là nó nhiều, còn một bên á coi chừng có vấn đề gì đó đặc biệt. Và cũng chảy thường đầu mũi chảy mũi ngày trắng, nếu mà bộ nhiễm thì nó sẽ màu đặc xanh vàng, và nặng hơn nữa thì có mùi tanh và hôi thối. Và chảy mũ này nó thường chảy ra ở phía sau, chảy về phía mũi sau, tức là nó sẽ chảy xuống họng, bệnh nhân càng ra. Còn viêm xoang cấp á thường thường là chảy về phía trước. Và có tình trạng ngạt mũi thì ngày càng tăng dần rõ rệt, và đến khi mà xuất tắc hoàn toàn á thì cái triệu chứng ngạt mũi nhiều lên. Và khi mà viêm mũi mẹ thì họ sẽ hình thành những cái thói bô líp mũi. Bô líp thì nó giống như bô líp là cái tình trạng mà viêm mạc son viêm lâu ngày nó thoái hóa, có phì to ra, có ngậm nước dịch viêm trong cổ. Đây là cái cuốn mũi nhiều á, và đây là cái thói bô líp. Các bạn giờ thấy cái thói bô líp thì nó sẽ ở đây là bô líp cuốn mũi giữa, thì các bạn thấy cái màu nó hồng, nó hồng đó, và cảm giác như nó đặc hơn. Còn bộ líp á, nó sẽ có cái màu vàng trong, và các bạn cảm giác như là nó đậm nước, nó trong hơn nhiều. Và để phân biệt được cái bộ líp và tại khi mẫu son á, đôi khi á là son sàn nó gần với ổ mắt á thì nó chứa mỡ ở trong đó. Khi mà lấy khi mà bộ líp nhiều quá đi, vô tình phẫu thuật viên mà chỉ lạc mà lấy qua cái mảnh xương giấy của ổ mắt và vào ổ mắt thì người ta sẽ phân biệt giữa bô líp và mỡ. Bô líp thì bỏ vô nước nó sẽ chìm, còn mỡ thì nó sẽ nổi lên mặt nước. Viêm xoang mãn, nhiều chứng cơ năng của bệnh nhân thì là rối loạn về ngửi, tức là bệnh nhân có khi là ngửi kém, tức là người ta ngửi mùi không được, và lúc đầu thì là từng lúc và sau là tăng dần, và cuối cùng là người ta ngửi không được luôn. Tại vì khi mà mất mùi ngửa, mất ngửi thì mình sẽ nghĩ tới tình trạng là có thể có bô líp hoặc là viêm xoang tuần hoàn nhiều. Phía trên của cái xoang sàn, tức là cái mảnh sàn á, là sẽ có những cái thần kinh khứu giác, tức là thần kinh khứu giác ở trên cái phía trên cùng của cái xoang sàn. Và khi mà không khí của khi mà mình hít vào không khí nó sẽ đi lên đó và nhận biết được mùi. Khi mà cái ngách cái đó mà nó bị bô líp che đi thì cái không khí nó lên không được, thì làm cho bệnh nhân ngửi mùi không được. Và trong triệu chứng của xoang mãn thì là nhức đầu, nhức đầu này là nhức đầu ba mỹ thần cơ. Và nếu mà ở trán thì nó sẽ đau vùng trán, nhưng mà viêm xoang mãn thì đau ở má, còn nếu mà xoang sàn thì đau những nơi quanh trong mắt. Và nếu mà viêm xoang nhóm xoang sau như là xoang thẳng sau hoặc là xoang bóp thì nó sẽ đau ở vùng ở sau đau vùng thẳng sau. Và nhức đầu thường là vào buổi trưa và buổi chiều. Hồi nãy viêm xoang cấp thì là buổi sáng, còn viêm xoang mãn thì thường là buổi trưa và buổi chiều nhiều hơn. Ngoài ra bệnh nhân còn có triệu chứng viêm mũi hay họng mãn tính như là ho khan, nuốt họng, tăng họng, ho khạc nhỏ liên tục, đó là do cái dịch son nó chảy ra phía sau hoài, nó làm cho bệnh nhân có những cái triệu chứng như ho hoặc là khạc nhỏ liên tục. Về
triệu chứng thực thể khi mà khám thì chờ nhìn phía bên ngoài thì thường không có biểu hiện sưng nề nhiều. Đã viêm xương cấp thì sưng nề nhiều, còn viêm xương mạng thì thường là không có sưng nề nhiều. Và khi mà ẩn cùng trong viêm thì cái phản ứng trao thường không có rõ ràng như là viêm xương cấp. Và khi mà khám thực thể, khi mà soi mũi thì cái viêm mạng hốc mũi thường hay là nhợt nhạt, buồn nề hoặc là có thể thoái hóa. Tức là khi mà một viêm xương cấp bạn dòm vô nội soi vô nguyên một cái hốc mũi son nó đỏ lên, nhìn nó như là đang soi vào một cái hồ máu vậy đó. Còn đối với viêm xoang mạn thì nó nhợt nhạt, tím tái, lợn lạc đó. Và khi mà mình dòm cái giữa hai bên hồi nãy nói thì thường có mũ đặc, mũ cộng, hoặc là chúng ta đôi khi chúng ta sẽ thấy mũ liếc nó hồi ra ngoài. Và cái mũi này thường là quá phát, mũ này to lên nó nhợt màu. Và cái thuốc co mạch, khi mà chưa hồi nãy nói đó, thuốc co mạch hay là thuốc chống sinh huyết khi mà nhỏ vào mũi á, là những cái thuốc mũi đó nó sẽ nhỏ lại giúp cho các bạn thở được. Còn trong trường hợp viêm xoang mạn rồi á, nó sẽ đáp cái niêm mạc này nó sẽ không còn đáp ứng tốt với thuốc co mạch nữa, nên đôi khi các bạn nhỏ thuốc rồi nhưng mà nó vẫn còn ngày mũi thì thuốc mũi vẫn còn to, còn bị nhỏ. Và đôi khi thấy là những cái khi mà soi vào chúng ta sẽ thấy những cái dị hình bắt ngang như là màu bắt ngang, vẹo bắt ngang, hoặc là mỏ máu quá, mỏ máu quá phát vân vân. Thì những do cái cấu trúc bất thường của mũi son như vậy nên là cái bệnh của người ta nó kéo dài, giống như vẹo bắt ngang này hoặc là mỏ máu quá phát ở những bệnh nhân đó, thì cái những cấu trúc này nó sẽ chèn vào cái lỗ thông dễ, thì chèn vào cái lỗ thông mũi son sẽ làm cho người ta mũi son và làm nó kéo dài để hình thành cái viêm xoang mạn. Và khi mà nội soi vào như vậy mình thấy số lúc chảy máu bất thường như vậy thì điều trị thì mình phải phẫu thuật để lấy những bỏ những cấu trúc đó đi thì mình mới phục hồi cho bệnh nhân. Giống như ở bệnh nhân này hình ảnh này, đây là cái khung giữa nè, đây là cái một, đây là mỏ móc quá phát và ở dưới này mỏ móc nó bị thoái hóa mũ liếc. Và khi mà soi ra chúng ta thấy là chụp hình CT scan thì đây là cái cuốn mũi giữa nó bị biến hóa. Các bạn thấy là bên đây là cuốn mũi giữa bình thường này, nó nhỏ rồi, còn bên đây nó bị phình to ra. Nó phình to ra như vậy nó nghiêm thì nó sẽ làm cho cái lỗ thông son này nó bị dễ bị bít tắc. Thì khi mà thấy bất thường vậy, phẫu thuật chúng ta phải cắt bỏ làm nhỏ nó đi thì mới phục hồi được cái lỗ thông son này. Và khi mà soi mũi sao, tức là soi mũi từ trước ra sao, soi mũi phía sau này lại cũng có chiếc cho các bạn coi là soi mũi sao để thấy được cái VA đó. Thì đây là cái mũi sao, mình thấy đây là hai cái gờ vòi hai bên này. Đây là cái gờ vòi ở bên trái của người ta, đây là vòi hay còn gọi là vòi bánh tăng. Nó có một cái lỗ như này, cái lỗ này nó sẽ đi thông lên phía trên là cái lỗ tai, nó sẽ thông lên đây chỗ phía trên đây, tương tự bên đây nó thông lên là lỗ tai. Còn chính giữa này là vị trí của VA, VA là nằm ở đây này. Chứ là VA to thì nó sẽ chèn vào làm bít tắc cái này đó, thì cái lỗ cái đường thông khí từ mũi lên tai nó bị nghẽn lại thì nó sẽ gây ra những cái chữa. Và ở cái đầu vòi này nó có cái phải hãy trong vòng quanh đèn dơ đó thì nó sẽ có gọi là amidan vòi đó. Thì đây là amidan vòi, nó nằm ở cái cạnh này, nó nằm ở cạnh này, ở bên cạnh này và nằm bên cạnh này. Và cái vị trí này ngoài amidan vòi ra nó còn là vị trí thường hay gặp của ung thư vòm. Cái khối u nó cũng thường hay xuất phát từ cũng từ cái vị trí này luôn, ngay chỗ đấy rồi vòi ở tát này. Nên cái vị trí này là khi mà soi mũi thì bắt buộc phải soi chụp được cái hình ảnh này để là coi có cái bệnh lý gì ở đây hay không. Và trong bệnh viêm xoang mạn thì khi mà soi cái mũi sao thì chúng ta sẽ thấy một cái dòng dịch nó chảy từ cái giữa chảy xuống từ mũi sao và nó đi xuống họng, nó xuống họng. Đây là cái nắp vòm nha, dịch nó từ nó chảy xuống đây ngay qua cái lỗ này và đó, đây là cái rớt xuống họng. Đây là cái
gan, dịch nó chạy xuống này, à, chạy từ đây qua cái lọ này, qua cái eo họng và chạy xuống lọ. Về chuyện đó xác định nguyên do thì sẽ dựa vào các tiêu chuẩn, thứ nhất là về triệu chứng lâm sàng, thứ hai là triệu chứng cận lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng là cái tiêu chuẩn chính, trong đó những cái tổn thương thực thể của khe giữa có vai trò quyết định trong việc đóng nguyên sau, tức là khi mà nội soi vào thấy cái khe giữa mà có dịch mũ thì là chúng đó là có nguyên sau, và sau đó chúng đó khi từ đó thì chúng ta sẽ làm CT hoặc là làm chụp X quang. Đơn giản nhất là X quang tư thế lông đô thật, thì đây là cái tư thế lông đô này, chúng ta thấy đây là cái song hàm hai bên này, đây là song hàm ở bên phải và đây là song hàm bên trái. Ở phía trên này là song cái, tên thế này là tên thế lông đô. Thì song hàm ở bên đây các bạn thấy là nó còn có màu đen, tức là còn có sự không khí. Còn bên đây là nó màu đậm trắng. Thì đây là kim song hàm phải. Và tương ứng chụp CT lên thì chúng ta sẽ thấy đây là song hàm bên phải và đây là song hàm bên trái. Đó, đây bên đây nó được lắp hết đầy mỡ dịch. Ở bên đây thì nó có kim ở phía phần đáy của sọ, và đây chỗ này chỗ này là phần của phần cạnh tích chi xây thì thấy không. Và trong bệnh lý nhân son thì PCT nó giống như một cái chỉnh, một cái cận lâm sàng thường quy của chỉnh đó nhân son, tại vì lựa chọn PCT mà mình sẽ coi là tình trạng viêm hèn nặng hay nhẹ, có chỉ định phẫu thuật hay là những điều kiện nội khoa để mà hoạt động. Và kèm theo đó là mình sẽ có thêm cái chỉnh đó bằng nội soi. Đấy, chỉnh đó bằng nội soi. Thì nội soi chủ yếu là giờ cái khe giữa coi có dịch phẫu thuật không. Bây giờ và người ta lại gặp thêm là gặp giờ son, tức là hồi xưa chủ yếu là hồi xưa thôi, khi mà người ta nhưng xong mạng là người ta sẽ chọc có một cái nghiêu và người ta không có mũi, người ta chọc vào cái lòng của xong hàng, người ta rút ra, nếu mà rút ra có dịch mũ thì là chuyện đó xác định là trong có mũ trong xong thì chuyện đó xác định, nhưng mà bây giờ thì ít sử dụng. Và chuyện đó phân biệt thì chuyện đó phân biệt đối với chuyện xong cặp, chúng ta sẽ chuyện đó phân biệt với tương bụng của năng cho răng, tức là răng mà bị sâu quá thì nó cũng sưng nề cái vùng này, thì nó cũng giống như khi mà ấn vào đây thì nó cũng đau, mà viêm son ấn vào đây cũng đau, thì phân biệt bằng cách chụp cho một cái viêm tiếp quen coi là son nó như thế nào, hoặc là viêm tứ lệ. Tại vì tứ lệ thì nó nằm ở chỗ này mà son sàng chỗ này, nếu mà viêm son sàng ấn chỗ này cũng đau, viêm tứ lệ ấn chỗ này cũng đau, đó thì mình sẽ phân biệt với viêm tứ lệ và viêm son sàng. Đau dây thần kinh với kẹo mắt ngang đó, thì khi mà đau dây thần kinh, giả sử như đau dây thần kinh mặt, dây thần kinh số 5, năm 2, năm 1, năm 1 ở đây, năm 2, năm 3 ở đây, thì đau dây thần kinh 5 nó cũng gây đau mặt, và vô tình những cái điểm đau này nó cũng trùng với cái điểm đau của son nên cũng phải phân biệt. Sau khi bệnh nhân tới với chúng ta là nhức đầu, chụp phim X quang CT lên là son hàm một bên, chúng ta đã mổ được son rồi, làm sạch cái lòng son, lấy sạch mũ đi, nhưng mà bệnh nhân vẫn còn đau vùng mặt là lý do là có thể là do cái viêm son lâu ngày mà nó ảnh hưởng tới viêm qua xương, và phía ngoài đó là cái dây thần kinh và dây thần kinh này là bị viêm đó, nên sau đó dù đã giải quyết viêm son rồi nhưng mà do thần kinh vẫn còn viêm nên là bệnh nhân vẫn còn đau. Còn viêm son mãn tính thì chúng ta sẽ phân biệt một số bệnh như thế này. Viêm son mãn tính thì nó sẽ có hình thành cái polyp. Đó, đây là cái polyp son này. Đây là cuống mũi này, các bạn thấy polyp nó trắng hơn và thấy nó có vẻ nó vàng và nó trong hơn. Hoặc là đây là một cái hình ảnh của u nhú của mũi son. Hình ảnh này các bạn sẽ thấy là nó ở trên cái máy chiếu phẫu thuật thực sẽ có nhiều cái phì nhỏ. Trái dâu mà đen mà nó có những cái trái dâu mà nó
không phải giơ tay nha. Giống giống như giơ tập vậy đó, nó có những cái cú nhỏ nhỏ vậy đó. Thì khi mà đội cơ thủ vô và dòm thấy cái này á là phải cảnh giác liền, tại vì có thể là u nhú. Đặc điểm của nó là hay còn gọi là papilloma đó, thì nó thường thường đó là nó sẽ do virus và nó rất là hay tái phát và điều trị cái này rất là khó. Hoặc là viêm cơ mạng thì cũng chỉ có phần mềm với ung thư hạch sàn. Và bởi vì đó là cái ung thư hạch sàn này á là triệu chứng cũng thường hay cũng là một bên này cũng có chảy mũ máu rồi viêm khi mà viêm son mà cho nặng hoặc viêm son do rang thì cũng là một bên cũng có mũ và đôi khi là máu. Đặc biệt là nếu mà cái viêm rang của các bạn mà nó thông ra ngoài rồi đó thì nó rất là dễ chảy máu, thì phân biệt với một cái ung thư, một cái khối u. Tại vì khi mà son nó bị viêm dịch nó đầy hết trọng thì có khả năng cái khối u các bạn sẽ rất khó quan sát luôn đó. Rồi là u nang cơ răng là bệnh covid. Vì chuyện đó khi mà mình khi mà đã có cận lâm sàng, có lâm sàng, có cận lâm sàng thì chuyện đó, chuyện đó thì nếu mà chuyện đó theo vị trí chúng ta sẽ chuyện đó là viêm son trước hoặc là viêm son sau đó. Viêm son trước thì là như hồi nãy nói là mũi, cái mũi nó sẽ xì ra về phía trước, có mũi thằng tiết nhầy đau vùng son mặt, đau vùng trán thái dương cầu má. Viêm son trán trước thì viêm son trước bao gồm là son trán nè, son sàn trước và son hàm. Và nếu mà chuyện đó viêm son sau á thì nó bao gồm là son sàn sau và son bóp. Thì viêm son sau nhất là sao thì là chảy mũi ra cái trên nè và dịch nó chủ yếu là xuống họng nè. Đau cái triệu chứng đau đầu của nó chỉ là đau sâu ở vùng mặt thì là cái gì viêm nhóm xương xa thì đau đầu và cảm giác như thế này sâu ở mắt và đau vùng trọng. Còn cái bệnh viêm nhóm xương trước thì là chủ yếu là nào ở mắt ở phía trước. Và nếu mà theo thể lâm sàng thì chúng ta sẽ phân thành viêm son cấp tính và viêm son lành tính. Thì người ta có cái phân biệt là nếu mà viêm son dưới 4 tuần là viêm son cấp, còn viêm son từ 4 tuần cho tới 8 tuần thì là viêm son mãn cấp, còn nếu mà viêm son trên 12 tuần tức là trên 3 tháng thì gọi là viêm son mãn. Đó là phân biệt theo tiến triển thời gian. Hoặc là nếu mà theo thể tổn thương đó, thì sẽ có viêm son thể tướng mũ, tức là nguyên một cái son đó là chứa mũ nhiều, hoặc là viêm son thể bá đậu, tức là mũ này là nó đặt lại rồi, hoặc là viêm son thể giả lao. Thì thường thường những cái thể viêm son này chúng ta ít hay là ít chúng ta hay những cái thể này đó. Hoặc là viêm son theo lứa tuổi thì cũng thường có thể là sử dụng trên lâm sàng như là viêm son ở trẻ em, viêm son ở trẻ sơ sinh. Bởi vì á viêm son mà trẻ em á nó thường hay dẫn tới những cái biến chứng nguy hiểm như là bị xương xuất ngoại ra ngoài hoặc là biến chứng nội sọ. Và viêm trẻ em nó bị bệnh rồi thì triệu chứng nó rất là rầm rộ và viêm thủy xương, đôi khi là mũi nó thoát ra ngoài rồi sưng cả một bên mặt, tức là nó cái thành của son hàm ấy nó viêm và nó áp lực dưới cái áp lực mũi trong son nhiều quá đi, nó gây một áp lực lên cái thành son và nó ra cái chỗ viêm đó nó thoát ra ngoài, nó mũi ra ngoài sưng hết cả mặt. Và là có một cái chuyện đó của mình liên quan tới răng hoặc là viêm son do răng đó. Viêm son do răng thì từ có một bên mũi thì rất là thôi và tiền sử có bệnh lý về răng và lợi, đặc biệt là răng từ răng số 4 tới răng số 6 thành trên. Nếu bình thường nếu mà các bạn thử mũ của viêm son cho răng hoặc là viêm son cho nấm hoặc là các bạn mà tê vô cùng thì nhớ hoài luôn. Và chuyện đó là chúng ta chuyện đó là viêm son xích tiết. Viêm son xích tiết là viêm son xích tiết thường nó là gặp ở trong cảm não thông thường, tức là chỉ có dịch trong thôi, dịch trong và nó lọt thì sẽ chỉ đó là viêm son xích tiết. Còn viêm son dị ứng, viêm son dị ứng thì thường gặp ở những người mà viêm mũi dị ứng, cái niêm mạc họ tím tái thường hay chảy mũi axit này nọ và khi mà nhức đầu thì là có viêm son và trong trường hợp bệnh nhân sẽ là viêm son dị ứng thì gọi là viêm son dị ứng. Tiến triển
sơ cấp tính thì có thể điều trị khỏi. Nếu mà cái nguyên nhân được loại trừ, chẩn đoán tốt đến cái gọng son, và nếu mà điều trị không tốt thì cái viêm son cấp này nó sẽ chuyển biến thành viêm son mạng tính và có thể tái phát đi nhiều lần. Biến chứng của viêm son thì bao gồm có biến chứng mũi họng là viêm mũi họng mạng tính, biến chứng đường hô hấp bao gồm viêm thanh quản, viêm phế quản, hội chứng Viêm-cun là viêm son sàng mạng tính, sàng phế quản. Đó là khi mà viêm son, các bạn hồi nãy mình nói là một cái diễn tiến của viêm đường hô hấp là viêm mũi nè, và tới viêm son dịch bắt đầu nó chảy rồi, tức là theo cái dịch viêm mà dịch viêm chảy đến đâu viêm tới đó, bắt đầu mũi son rồi cái dịch viêm này nó xuống họng đúng không, thì bắt đầu là viêm họng, họng này bắt đầu xuống tiếp nữa thì nó sẽ tới viêm phế quản, khí quản và viêm tới phổi. Và ngoài cái và bởi vì mũi thì còn liên quan tới tai nên là viêm son lâu ngày có thể là viêm tai mũi họng. Và cái mặt bộ mặt hai bên son sàng ở đây, tức là son sàng là kế bên mặt, thì khi mà viêm son sàng nặng mà nó thoát chạy ra ngoài thì đó sẽ gây ra viêm tiếp tục và viêm son viêm bộ mặt, viêm son viêm mắt là một là viêm son nặng và có chỉ định phẫu thuật. Và biến chứng xương tức là viêm son rồi cái viêm son tức là son thì nó bao gồm phần viêm mạc và phía ngoài của nó là xương, thì viêm lâu ngày nó sẽ dẫn tới viêm xương và xương này viêm lâu nó sẽ bị xương ra, nó sẽ khi mà xương bị rỉ rồi thì bắt đầu là mũi nó sẽ chảy ra ngoài và viêm chứng nội sọ. Viêm son và viêm chứng nội sọ lý do là phía trên của trần son sàng là não. Đó thì khi như vậy đó, thì khi mà viêm son nặng nó lan lên trên thì bắt đầu là lan lên não gây ra biến chứng nội sọ. Viêm thận, viêm khớp thì cái đó là này. Rồi sang tới điều trị thì nguyên tắc điều trị là phải đảm bảo dẫn lưu và không khí của son tốt. Tức là điều trị như thế nào đi nữa thì là cái mục đích cốt yếu cuối cùng sẽ là sao cái đường dẫn lưu của son nó được tái lập trở lại bằng cách thở khoa và bằng cách phẫu thuật. Về điều trị đối với điều trị viêm son, đối với điều trị cấp tính á, viêm son cấp á, thì là phải làm sạch cái lỗ mũi bao gồm rửa mũi nè, rồi hút mũi nè, đặt thuốc vào mặt, chọn thuốc thì bao gồm là cũng còn là thuốc sát khuẩn trong phụ nề, có thể là hoặc là có thể xông cái hơi nóng có tinh dầu để sát khuẩn, hoặc là kim dung mũi son, bao gồm kháng sinh kết hợp với kháng viêm để mà hỗ trợ điều trị. Tại vì khi mà kim dung á thì thuốc nó vào mũi, kim dung á tùy theo cái phân tử khí mà nó sẽ bám ở đâu, có những kim dung của mũi khác và kim dung của phế quản là khác. Kim dung của mũi họng là phân tử nó to thì nó sẽ mắc kẹt ở phía trên. Kim dung của phế quản là phân tử nó nhỏ thì nó mới đi sâu vào trong được. Và điều trị toàn thân thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị bằng kháng sinh. Kháng sinh là được điều trị trong hai tầng và được điều trị hai tầng là có hiệu quả đủ cho viêm son cấp. Và ngoài kháng sinh rồi còn có kháng viêm giảm phù nề. Nếu mà bệnh nhân đau nhức mặt nhiều thì cho giảm đau, có sốt nhiều thì cho hạ sốt. Và ngoài ra phải dinh dưỡng để nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Đó là chúng ta điều trị. Còn đối với viêm son mạn tính thì sẽ bao gồm là nội khoa và ngoại khoa. Nội khoa đó thường là trong trường hợp là các đợt hậu viêm, tức là viêm son mạn mà đang viêm thì chúng ta điều trị nội khoa để mà dập tắt cái đợt viêm đó đi, và sau đó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Về điều trị tại chỗ tập thân thì tại chỗ thì cũng như vậy, tại chỗ là cũng rửa son nè, cho các loại thuốc khí dung nè, tập thân thì cũng là kháng sinh, kháng viêm, giảm đau, hạ sốt, thanh thể nhạt vân vân. Điều trị ngoại khoa thì có thể bao gồm chọc rửa son và đây là cái phương pháp gọi là phương pháp rửa mũi son bụi, thì đây là rột tan. Thì chúng ta sẽ thấy một bên đây là
cái dòng chảy như vậy. Thì cái ở phía ngoài nó sẽ bị hút theo cái dòng chảy đó, cá lực ở ngoài đó thấp nó sẽ bị hút theo cái dòng chảy đó. Thì khi mà cái dòng chảy này, đây là son ha, đây là mũi. Thì khi mà ở đây trong mũi này có, khi mà mình rửa mũi như vậy á, thì nước từ bên mũi bên đây, nước từ mũi bên đây nó được hút và nó sẽ hút ra ngoài cái mũi bên đây. Nước từ mũi bên phải của bệnh nhân sẽ được hút ra theo mũi bên trái của bệnh nhân, nó tạo một cái dòng chảy trong mũi. Và đây, đây là tức là trong hốc mũi này đó, ta có một cái dòng chảy. Thì như vậy á, nó sẽ tạo ra một cái dịch lỏng áp lực, và cái dịch trong son này nè, nó sẽ được hút ra theo cái dòng chảy này, nó kéo ra ngoài. Đó là trên lọ ấm, nó lên đó mà cái dịch trong đó nó được hút ra ngoài, chứ không chính là không phải là nước đó mà được phun trực tiếp trong đó. Thì đó, thì bệnh nhân sẽ liên tục nói như kê liên tục. Mục đích là khi mà bệnh nhân nói như kê như vậy á, thì cái mặt hầu nó được đóng cái lại, tức là cái mũi và cái hầu nó không có thông nhau. Cái mũi cái hầu mà không có thông nhau lúc này thì là cái mũi là một cái băng đấy, tức là cái nước đó đảm bảo cái nước đó chỉ là ở mũi bên đây và mũi bên đây thôi, chứ không có xuống hầu. Và kinh nghiệm ngoại khoa nữa là ta có cái đẹp nhiều hơn là phẫu thuật son. Phẫu thuật son khi mà điều trị nội khoa thất bại có hai phương pháp phẫu thuật, bao gồm phẫu thuật chuyển can và phẫu thuật nội soi chuyển can. Thì ngày nay thông thường sẽ là phẫu thuật nội soi chuyển can. Nội soi chuyển can tức là bệnh ở vị trí nào thì chỉ can thấy đúng vị trí đó thôi. Còn nội soi chuyển can cổ điển là người ta sẽ đã đi ra cái nước cổ sân hàm và đục vào cái lỗ, và người ta qua thông qua cái lỗ đó người ta sẽ lọt đi toàn bộ cái niêm mạc sân hàm, đây như vậy rất là nặng nề. Còn bây giờ người ta biết rằng chỉ cần đi vào mũi và người ta lấy đúng cái lỗ và cái lỗ thông qua cái tĩnh mạch và làm được lọc ra nó là chỉ khó khăn và còn bệnh thì đeo khẩu trang thường xuyên khi mà phải tiếp xúc với và môi trường bẩn nè, mũi quá chắc, đã điều trị tốt các hậu nguyên thì có mũi hồng và điều trị tốt một cái phần chứng cao hồ dài dài quản và bệnh nhân viêm mũi hồng trên nền cao hồ dài dài quản.